Những ngày qua, Hồng Kông đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua do ảnh hưởng của bão Haikyuu. Cùng lúc, mưa lớn cũng trút xuống ở Thẩm Quyến, Quảng Đông và lũ bắt đầu xả vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng 9, nhưng chính quyền Hồng Kông chỉ được thông báo trước vỏn vẹn 30 phút. Nước lũ tràn xuống sườn đồi, nhiều con phố chật hẹp, nước cao đến thắt lưng, làm ngập các trung tâm mua sắm, đường hầm và ga tàu điện ngầm. Hồng Kông đã oằn mình trước đợt xả lũ ở Thẩm Quyến, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Cả thành phố gần như tê liệt, người dân oán thán. Hồng Kông đang lặp lại tình trạng bi thảm như Trác Châu vào tháng 8 vừa qua. Đó chính là chính quyền xả lũ không báo trước, bất chấp người dân sống chết ra sao. Trác Châu và Hồng Kông chìm trong biển lũ, thiên tai hay nhân họa? Đầu tiên, chúng ta nói một chút về cơn bão đầu tiên, Doksuri. Giữa tháng 7 năm 2023, mưa lớn ở Hoa Bắc, bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Có thông tin cho rằng, để bảo vệ Bắc Kinh, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, biến thành phố có dân số lên đến 1 triệu người, thành hồ nhân tạo lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc. Trong khu vực nội thành thành phố, có nơi mực nước sâu đến 7 mét, cây cối trong khu đô thị gần như đều bị ngập, đèn giao thông cũng sắp bị nước nhấn chìm. Nhiều thôn làng bị nước bao phủ hoàn toàn, có thôn bị ngập tới lầu 3. Theo Thời báo Tự do của Đài Loan, cựu phóng viên của Tuần báo Phương Nam và hiện là Tổng Giám đốc của quỹ báo Phương Nam cuối tuần, anh Trịnh Thạc, khi đưa tin về thảm họa ở Trác Châu trên WeChat, không chỉ công khai cáo buộc các quan chức địa phương coi thường nỗ lực của người dân địa phương khi ác ý cho nổ đê để nước lũ tràn vào Trác Châu, chỉ để bảo vệ sự an toàn của Bắc Kinh, mà còn mắng các quan chức này không bằng cầm thú. Cụ thể, anh Trịnh đã mang theo hàng cứu trợ và muốn quyên góp cho người dân bị thiên tai ở Trác Châu, không ngờ lại bị quan chức địa phương từ chối với lý do là không muốn anh can thiệp vào. Nhưng đến đêm hôm sau, anh Trịnh lại nhận được yêu cầu giúp đỡ từ địa phương và 5.000 người không có đồ ăn cùng với tất cả các bản ghi âm để làm bằng chứng. Trịnh Thạc cũng chỉ ra rằng, để bảo vệ sự an toàn của Bắc Kinh, các quan chức Trác Châu đã cố tình cho nổ đập và để lũ lụt tràn vào toàn bộ Trác Châu, gây ra thảm họa lớn. Anh vẫn nộ viết, tôi chỉ muốn nói cán bộ các cấp trong thành phố Trác Châu, chỉ cần các người còn có chút nhân tính thì không thể làm ra những việc này. Thời gian 2 ngày, các kiểu quyên góp đều bị từ chối, từ phó bí thư thành ủy đến cái gọi là phó chỉ huy trưởng, bí thư thị trấn. Mỗi một quan chức đứng đầu các cơ quan đều tấu một điều giống nhau, nói các người là súc sinh thì là quá đề cao các người, đối ngoại thì lừa quyên góp, đối nội thì không phát cứu trợ, cái gì cũng không biết, chỉ biết trung thành với đảng. Thời gian một ngày, nhìn thấy lãnh đạo địa phương vẫn có thể uống rượu trong khi địa phương xảy ra thảm họa, khi gặp thì vừa nói rằng chúng tôi không có thảm họa nào cả. Vừa nói muốn để những hàng cứu trợ này vào kho của cán bộ hương trấn. Nhìn thấy tổ trưởng tổ điều phối nói về chính sách điều phối mà không làm gì về nhân sự. Trịnh Thạc cho biết anh còn chứng kiến cảnh người dân tự phát gửi đồ tiếp tế, thành viên đội cứu hộ chân bị ngâm đến nỗi bị nước ăn lở loét nhưng vẫn họp từ sáng sớm, công chức cấp cơ sở cũng cơn mẫn làm việc đến nửa đêm. Ngoài ra, khi người dân ở Trác Châu đang trong cảnh khốn cùng, thì CCTV, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo rằng, đội cứu hộ Công Dương Chiết Giang, đơn vị hỗ trợ giải cứu, đã điều động máy bay trực thăng đến giúp những người bị mắc kẹt trên tầng cao nhất. Tuy nhiên, ảnh và video trong bản tin cho thấy nước ngập trên đường còn chưa tới nửa bánh xe ô tô. Còn đây là bức ảnh ghi lại cảnh nhân viên Hội Chữ thập đỏ Bắc Kinh tham gia cứu hộ thiên tai, tuy nhiên đã bị cư dân mạng chỉ ra điểm bất thường. Đó là quần của người tham gia cứu hộ lại rất sạch sẽ mặc dù họ đang đứng trên bùn đất. Bức ảnh này cũng cho thấy rõ sự tuyên truyền cổ thả, đó là mực nước rất nông nhưng nhiều người vẫn ngồi trên thuyền phao và những người lính cứu hộ kéo thuyền có vẻ rất vất vả. Còn video này thì ghi lại cảnh chính quyền sắp đặt quay video cứu trợ thiên tai ở sông Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi bị vạch trần, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngay lập tức gỡ bỏ các video giả cứu trợ này. Thiên tai hay nhân họa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chọn một huyện thành nhỏ đông người như Trác Châu để xả lũ.
các kênh truyền thông chính thức của nhà nước Trung Quốc nói rằng nguyên nhân lũ lụt là do mưa lớn, tức là thiên tai. Dĩ nhiên thảm họa tại Trác Châu có liên quan đến mưa lớn, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là do chính quyền xã và phân dòng lũ. Vì vậy, việc Trác Châu bị nhấn chìm trong nước không chỉ là thiên tai mà còn là nhân họa. Vậy tại sao lại chọn xã và phân dòng lũ về Trác Châu? Một người biết nội tình đã tiết lộ rằng trận lũ lớn lần này ở Hoa Bắc không một giọt nước nào chảy vào hồ Bạch Dương. Tại sao lại để nước ngập ở Trác Châu mà không phải là những vùng khác? Bởi vì nước lũ từ thượng nguồn chảy đến Trác Châu và chỗ cầu lớn thôn Tỳ ở Cố An sẽ không có chỗ thoát. Nếu xả lũ về hướng Thiên Tân tất nhiên sẽ đi qua Cố An, nhưng ở đó có sân bay Đại Hưng nên không thể xả về phía Cố An. Còn nếu xả lũ về hồ Bạch Dương như trước thì chắc chắn nước sẽ nhấn chìm Tân Khu, Hùng An. Vì vậy cũng không thể xả nước lũ về hướng này. Cuối cùng Trác Châu ở phía Tây Nam đã trở thành một lựa chọn tất yếu. Trong chương trình Tin Anh Luận Đàm của đài truyền hình Tân Đường Nhân, ông Vương Duy Lạc, chuyên gia về tài nguyên đất và thủy lợi đang sống tại Đức, đã phân tích sâu hơn về vấn đề này. Ông nói rằng năm nay lũ lụt ở Bắc Kinh chủ yếu tập trung vào hai con sông lớn. Một trong số đó là sông Vĩnh Định. Con sông này chảy qua cửa ngõ Môn Đầu Câu của Bắc Kinh. Còn một con sông khác là sông Cự Mã. Sông này chảy qua Phồng Sơn của Bắc Kinh, sau đó đi qua Trác Châu tới Bảo Định, rồi tiếp đến là Hùng An. Ông Vương cho biết việc phân dòng lũ chủ yếu nhằm giảm nhẹ áp lực cho vùng hạ lưu, bảo vệ Tân Khu Hùng An. Ông nói Tân Khu Hùng An tiêu tốn 30 tỷ nhân dân tệ và mất 6 năm để xây dựng một hệ thống phòng lũ. Tuy nhiên, nếu lượng nước từ Thượng Du đổ về quá lớn thì hệ thống phòng lũ này cũng trở nên vô dụng. Cho nên trước khi nước lũ đến thì nhất định phải làm vơi bớt một phần nước lũ ở vùng thượng nguồn. Điều này khiến Trác Châu đã ở trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã công khai đề cập đến việc bảo vệ Tân Khu Hùng An. Ông Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố trong buổi họp chuyên đề vào chiều ngày 1 tháng 8 rằng phải bảo đảm phòng lũ an toàn tuyệt đối cho thủ đô Bắc Kinh và phi trường Đại Hưng, bảo đảm phòng lũ an toàn tuyệt đối cho Tân Khu Hùng An. Thế nào gọi là an toàn tuyệt đối? Nếu diễn đạt theo ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có nghĩa là phải thực hiện bằng mọi giá. Vậy tại sao phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tân Khu Hùng An mà không phải là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những nơi khác, chẳng hạn như Trác Châu? Có cư dân mạng đã bình luận, cứ cho là sinh mạng của người dân ở Bắc Kinh là sinh mạng của tầng lớp thượng lưu, quý hơn cả sinh mạng của thường dân. Nhưng Tân Khu Hùng An còn chưa xây dựng xong, không có người sinh sống ở phía hạ du. Đồng thời, càng ở khu vực hạ du thì càng có nhiều thời gian để di tản hơn. Vì sao không thể xả lũ về đây? Vì sao cứ phải chọn một huyện thành nhỏ, đông dân như Trác Châu để xả lũ? Ông Nghe Nhạc Phong, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc đã đưa ra câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. Theo thông tin chính thức của chính quyền Trác Châu, trong đợt kiểm tra công tác phòng lũ và cứu trợ thiên tai tại Bảo Định và Tân Khu Hùng An hôm 1 tháng 8 và 2 tháng 8, ông Nghe nói rằng việc xây dựng Tân Khu Hùng An là một dự án lớn ngàn năm, là quốc gia đại sự nên không thể có sai sót trong công tác bảo vệ an toàn. Ẩn ý trong câu nói này là Tân Khu Hùng An là dự án do lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chấp thuận. Đây là việc liên quan đến thể diện của ông Tập. Liệu có thể để mất an toàn không? Tất nhiên là không thể. Như vậy, tính mạng và tài sản của 1 triệu người dân tại Trác Châu hiển nhiên đã trở thành một phần trong cái giá phải trả cho điều này. Việc này có kỳ lạ không? Có thể thấy là không kỳ lạ chút nào. Từ trước tới nay, vì để bảo vệ thể diện và quyền lực của mình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa từng quan tâm đến tính mạng của người dân. Hậu quả của cơn bão Đợt Suri chưa khắc phục xong thì cơn bão Hai Cui lại ập đến. Vô vàn tai họa thứ sinh sẽ phát sinh do lũ, bao gồm các bệnh truyền nhiễm. Và có thể đây chỉ là khúc dạo đầu, tai họa bi thảm nhất thực sự còn đang chực chờ phía trước. Hai cơn bão Đợt Suri và Hai Cui đã làm lộ lớp da lở loét bên trong chiếc áo khoác cường quốc của chính quyền Trung Quốc.